Tiến Thành rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình mua sắm đặc biệt cùng VTV Hyundai ngàn điều giá rẻ quý vị nha. Đây là chương trình mà chúng tôi rất là tâm huyết luôn ạ. Chúng tôi phải suy nghĩ rất là lâu và đàm phán rất là lâu với đơn vị nhãn hàng với mong muốn là mang đến một cái chương trình mà tất cả quý vị khi mà mua sắm thành công cùng với chúng tôi thì quý vị sẽ thực sự vô cùng là tiết kiệm luôn. Trong giai đoạn kinh tế hiện nay, Thành biết là điều kiện kinh tế gia đình của mình thì không bằng các năm trước đúng không ạ? Nhưng mà nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình vẫn có. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể làm mang về những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe thật là tốt nhưng mà phải thật là tiết kiệm? Và đó chính là lý do tại sao mà ngày hôm nay VTV Hyundai mang đến cho quý vị chương trình đặc biệt ngàn điều giá rẻ để giúp cho tất cả quý vị có thể là có được những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất tốt nhưng mà chi phí thật là tiết kiệm luôn quý vị nhé. Và dòng sản phẩm xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay cũng được chọn lựa rất là kỹ. Đây là một trong số những dòng sản phẩm bán chạy hàng đầu tại VTV Hyundai, được rất là nhiều người khách hàng của chúng ta tin tưởng lựa chọn sử dụng, tỷ lệ tái mua hàng rất là cao quý vị nhé. Đó là dòng sản phẩm nước uống Hồng Sâm Hàn Quốc. Và với dòng sản phẩm này thì sẽ chăm sóc bồi bổ sức khỏe cho quý vị, khỏe hơn mỗi ngày, khỏe từ bên trong, đẹp từ bên ngoài, sống thọ, sống lâu. Tại sao Thành nói như vậy? Tại vì sâm từ rất là lâu đời rồi quý vị, là một cái phương cách chăm sóc bồi bổ sức khỏe. Và sâm đứng đầu trong tứ đại danh y nha quý vị ơi, sâm nhung quế phụ, sâm đứng đầu. Vậy thì để chăm sóc bồi bổ sức khỏe, chúng ta sử dụng sâm là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt rồi ạ. Và sản phẩm này ở dạng nước nữa, cho nên là cơ thể của mình rất dễ dàng hấp thu quý vị nha. Đã là hồng sâm dồi dào hàm lượng dưỡng chất mà là ở dạng nước, cơ thể dễ dàng hấp thu nữa. Cho nên nếu như quý vị đang có nhu cầu chăm sóc bồi bổ sức khỏe, vậy thì sản phẩm này sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời luôn ạ. Vậy thì bây giờ hồng sâm nè, rồi được sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc nè. Vậy thì giá thành trong chương trình ngày hôm nay là bao nhiêu đây? Mà Tiến Thành ngay từ đầu chương trình cứ nói là sản phẩm này, với dòng sản phẩm ngày hôm nay, với chương trình này thì mua sắm vô cùng tiết kiệm. Dạ, ở đây quý vị theo dõi dùm cho Thành ạ. Sản phẩm chính của mình là 80 chai nước uống hồng sâm Hàn Quốc nha. Và chúng tôi tặng thêm cho quý vị 20 chai cùng loại, cộng dùm Thành đi ạ. 100 chai nước uống hồng sâm Hàn Quốc chúng ta mang về nha, mà mức giá siêu đãi luôn, chỉ có 899.000 đồng. Vậy thì chia ra mỗi một chai nước uống hồng sâm Hàn Quốc như vậy chưa tới 9.000 đồng ạ. Nhanh chóng đặt hàng cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là quý vị có thể đặt hàng qua app VTV Hyundai nha. Giao hàng tận nơi toàn quốc 63 tỉnh thành. Nhanh chóng chốt đơn đặt hàng thành công nha. Chúng tôi đang mang đến cho quý vị bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Hàn Quốc nha. Và Hàn Quốc là vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt dành cho những chế phẩm từ nhân sâm và đông trùng hạ thảo ạ. Đặc biệt là sâm của Hàn Quốc rất là nổi tiếng luôn, dồi dào hàm lượng dưỡng chất ở bên trong. Cho nên quý vị nên ưu tiên lựa chọn sâm đến từ Hàn Quốc. Và chúng tôi đang mang đến cho quý vị bộ sản phẩm vừa thơm ngon, tự nhiên, bổ dưỡng tinh túy từ thiên nhiên, với sâm nổi tiếng cao cấp tại Hàn Quốc nè. Rồi bên cạnh đó sẽ chăm sóc cơ thể của mình khỏe mạnh nha. Rồi tính ôm tinh túy từ thiên nhiên, dầu axit amin dễ hấp thụ, tăng sức đề kháng, bồi bổ sức khỏe. Và sản phẩm cao cấp ngày hôm nay mang đến cho quý vị là nước uống hồng sâm Hàn Quốc, dinh dưỡng cho cơ thể khỏe, hương vị thơm ngon, dễ uống, bồi bổ và nâng cao sức khỏe. Vị hồng sâm ngọt dịu, tăng cường sức đề kháng nha. Và đối với sâm thì quý vị sẽ thấy là đây là một trong số những cái loại thảo dược được sử dụng rất là lâu đời luôn ạ. Ở Hàn Quốc thì người ta có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước và nhiệt độ thích hợp cho cái cây sâm nó phát triển nha, đầy đủ dưỡng chất. Và sâm thì quý vị cũng phải biết lựa chọn nè, ví dụ như là cái quá trình canh tác của mình như thế nào nhé. Rồi bên cạnh đó, sâm sau khi mà mình lựa chọn cái nguồn đầu vào rồi á, thì sau đó phải trải qua những cái kỹ thuật cao của Hàn Quốc, thì từ bạch sâm, sâm trắng trở thành hồng sâm với hàm lượng dưỡng chất nhiều hơn và lành tính hơn đối với sức khỏe con người. Vậy thì cho nên khi mà chúng ta sử dụng sâm để mà chăm sóc bồi bổ sức khỏe của mình, nên ưu tiên lựa chọn hồng sâm đến từ Hàn Quốc ạ. Và thay vì bình thường nha, quý vị phải đến Hàn Quốc, quý vị mua hồng sâm quý vị sử dụng, hoặc là quý vị nhờ người thân là gửi hàng từ Hàn Quốc về. Vậy thì hôm nay thông qua chương trình của VTV Hyundai thì quý vị có thể hoàn toàn sử dụng được chế phẩm hồng sâm đến từ Hàn Quốc ạ. Mà mình không có cần nhờ người thân gửi hàng về, mình cũng không có cần là du lịch qua tận bên Hàn Quốc với chi phí rất là cao. Ở Hàn Quốc quý vị sẽ thấy là máy móc công nghệ hiện đại lắm quý vị ơi. Chính vì thế cho nên giữ nguyên được cái dưỡng chất của sâm, sâm mà mình không biết cách chế biến cũng mất đi cái hàm lượng dưỡng chất ginsenoside có sẵn ở bên trong sâm ạ. Cho nên ở đây quý vị sẽ thấy là một dòng sản phẩm nước uống chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc, tất cả đều đã được chế biến sẵn rồi ạ. Chỉ cần khui nắp ra và sau đó là chúng ta sử dụng mà thôi quý vị nhé. Chiết xuất hồng sâm rất thơm ngon, dinh dưỡng dễ dùng,
ở dạng nước nữa, cơ thể của mình dễ dàng hấp thu nữa quý vị ơi. Rồi bên cạnh đó ở dạng mà đóng chai đóng lọ như vậy nè, mình tiện mang theo ha, mang đi học nè, mang đi làm, mang đi công tác. Nếu như mà quý vị bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh á, mình uống mát mát, thơm thơm, ngọt ngọt, dễ chịu lắm quý vị ơi. Có thể nói đây là một cái giải pháp mà vừa giải nhiệt ngày hè nè, bổ sung nước, bổ sung thêm khoáng chất, vitamin, bổ sung thêm dưỡng chất đến từ sâm, giúp cơ thể của mình luôn bổ, luôn khỏe. Vậy thì gia đình của mình ơi, nếu như quý vị mong muốn có một dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cả nhà, nếu như dạo thời gian gần đây quý vị cảm thấy quá mệt mỏi, nếu như mà ngày hôm qua, ngày hôm kia quý vị ngủ không có ngon, ăn không có ngon miệng, quý vị thấy là ở nhà của mình là ba mẹ lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi nè, ông xã của mình thì lúc nào cũng cạn kiệt năng lượng nè, rồi những người con đi học về lúc nào các bé cũng than mệt mỏi, vậy thì hãy sử dụng nước uống hồng sâm Hàn Quốc như một giải pháp chăm sóc sức khỏe cả nhà nha. Quý vị ơi, quý vị đã có đơn đặt hàng thành công chưa ạ? Nếu như mà quý vị nhớ là có một cái thời điểm là cựu huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đó, là ông cũng cho những cầu thủ của chúng ta sử dụng sâm để mà tăng cường thể lực, tăng sự nhanh nhẹn, dẻo dai. Và từ đó thì đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là đạt được những cái thành tích rất là cao, có thể nói là chưa từng thấy trước đây. Vậy thì quý vị mong muốn có một cái sự dẻo dai, quý vị mong muốn có một sức khỏe thật là tốt, vậy thì chúng ta hãy có cho mình thói quen là sử dụng sâm mỗi ngày quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang mang đến cho quý vị là dòng sản phẩm nước uống có thành phần chiết xuất từ hồng sâm của Hàn Quốc, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc 100% luôn ạ. Dòng sản phẩm này thơm ngon, dễ uống, dễ dùng, tốt cho sức khỏe. Và trong chương trình ngàn deal giá rẻ này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều ưu đãi luôn. Trước khi cùng đến với những ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này, Thành sẽ nhắc về deal khủng trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Sản phẩm chính quý vị sẽ mang về tổng cộng lên đến là 80 chai cho sản phẩm chính. 80 chai tương đương là 8 hộp đó quý vị. Mỗi một hộp như vậy là sẽ có 10 chai ha. Là mình sẽ có sản phẩm chính là 80 chai như thế này. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ tặng thêm cho quý vị thêm 2 hộp lớn nữa, tương đương là 20 chai nữa như thế này đây. Như vậy thì tổng cộng kể cả mua và tặng luôn trong chương trình ngày hôm nay, mình mang về lên đến là 100 chai nha quý vị. 10 hộp 100 chai nước uống hồng sâm Hàn Quốc mình mang về. Và giá Thành bao nhiêu đây ạ? Chỉ có 899.000 đồng thôi. Đây là mức giá Thành thấy là quá rẻ. Đúng như là tên gọi của chương trình ngàn deal giá rẻ luôn. Thì chỉ có dòng sản phẩm ngày hôm nay đáp ứng được yêu cầu là gì ạ? Là tốt cho sức khỏe, là sản phẩm chất lượng cao mà giá thành quá rẻ luôn. 899.000 đồng một quý vị chia cho 100 chai trong chương trình ngày hôm nay đi. Tính ra mỗi một chai như vậy bao nhiêu tiền quý vị? Dạ, chưa tới 9.000 đồng, đúng không? Trong khi bây giờ quý vị đi mua một cái lon nước ngọt, một cái lon nước tăng lực, nước có ga bao nhiêu tiền ạ? 15-20.000 đồng. Còn ở đây, một chai nước uống tốt cho sức khỏe, sản xuất ở Hàn Quốc, chiết xuất hồng sâm, mình mua chưa tới 9.000 đồng. Thực sự đây là một cái giải pháp chăm sóc bồi bổ sức khỏe rất tốt luôn. Cho nên là cô chú anh chị nghe xong ưu đãi khuyến mãi trong chương trình ngày hôm nay là đặt hàng liền thôi. Số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Quý vị có thể đặt hàng qua app của VTV Hyundai cũng được luôn. Chúng tôi giao hàng về tận nơi toàn quốc 63 tỉnh thành quý vị nhé. Chỉ có 899.000 đồng mang về 100 chai nước uống hồng sâm như thế này là quá tuyệt vời nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian về dòng sản phẩm ngày hôm nay có những điểm nào mà vượt trội mà nổi bật đây ạ. Dạ thưa quý vị, đầu tiên quý vị để thấy nha. Đây là chai thủy tinh. Những dòng sản phẩm nước uống chăm sóc bồi bổ sức khỏe, quý vị ưu tiên lựa chọn là chai thủy tinh. Bởi vì có nhiều dạng đóng gói, đôi khi người ta đóng gói ở trong những cái chai nhựa quý vị. Mà nếu như mà không có đúng chuẩn thì dễ bị tình trạng là phôi nhiễm những cái chất độc hại trong nhựa vào bên trong thực phẩm. Còn riêng đối với sản phẩm này là chai thủy tinh, mà đặc biệt là chai thủy tinh tối màu nữa, thì nó sẽ hạn chế, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng là oxy hóa, cho nên giữ được cái chất lượng nước uống ở bên trong kéo dài và giúp cho cái chất lượng của sản phẩm không bị biến đổi theo thời gian. Rồi bên cạnh đó quý vị sẽ thấy nè, sản phẩm này được sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và đóng lọ như thế này á, là quý vị chỉ cần á, là mình xoay nhẹ, mình khui là mình đã có thể là mình mở ra mình sử dụng được rồi quý vị nhé. Rất là thích hợp để mà chúng ta mang theo, mang đi mọi lúc mọi nơi. Và đối với sản phẩm này Thành thích ở cái dạng là gì ạ? Chúng ta bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh, quý vị uống trực tiếp quá ngon, đúng không? Nhưng mà ở đây á, Thành cho quý vị xem là cái nước như thế này nó sẽ có màu sắc như thế nào.
và hương vị ra làm sao. Và đặc biệt là trong những cái ngày nắng nóng á, thì khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì nó giải nhiệt cực kỳ tốt luôn. Mà ở đây quý vị sẽ thấy nhé, cái chai này lên đến là 100ml lận nha quý vị ơi. Và khi mà Thành rót ra ly thì quý vị sẽ thấy là rót đầy ly luôn, nhưng mà ở bên trong này chúng ta vẫn còn. Tức là cái sản phẩm này á, là cái dung tích của nó rất là lớn. Một lần quý vị uống có thể là mình uống không hết á. Đó, mình có thể chia cho nhiều người uống hoặc là chia nhiều lần uống quý vị nha. Và Thành sẽ thưởng thức để cho quý vị xem là sản phẩm này nó thơm ngon dễ dùng hay không. Mùi thơm đặc trưng của sâm nhé. Wow, rất giải khát luôn nha. Ngọt ngọt, chua chua, thanh thanh, rất thơm, rất ngon, rất là dễ dùng luôn ạ. Và Thành nghĩ là trong những ngày nắng nóng mà quý vị sử dụng nước hồng sâm Hàn Quốc và thêm vài viên đá như thế này, thực sự là giải nhiệt quá tuyệt vời luôn ạ. Và nếu như gia đình của mình hiện nay là đang có thói quen sử dụng những cái loại nước ngọt, nước có ga để mà giải nhiệt á, thì mình thay đổi thói quen đi quý vị. Thay vì như vậy, hãy sử dụng nước uống hồng sâm Hàn Quốc như là một cái giải pháp chăm sóc bồi bổ sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình ha. Vừa bù nước, vừa bù năng lượng nè, rồi bổ sung thêm dưỡng chất mà đặc biệt tốt cho sức khỏe nữa. Vậy thì á, quý vị còn chờ đợi gì nữa? Đặt hàng liền tay thôi ạ. Số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình nha. Giao hàng tận nơi toàn quốc 63 tỉnh thành. Và hy vọng rằng quý vị sẽ có đơn đặt hàng thành công để chăm sóc sức khỏe cho cả nhà nha. Quý vị thấy đó, với dòng sản phẩm ngày hôm nay, nước uống hồng sâm Hàn Quốc thì dễ dàng mang theo đúng không ạ? Quý vị có thể là mang lên xe hơi nè, quý vị có thể là bỏ trong ba lô của mình á, mang đi học, mang đi công tác, mang đi làm việc ha. Tiền lúc nào quý vị lấy ra quý vị dùng lúc đó. Nếu như quý vị có theo dõi những cái bộ phim Hàn Quốc thì quý vị thấy là diễn viên Hàn Quốc á, khi mà họ mệt ha, họ lấy ra một cái chai nước uống hồng sâm họ uống, giống như là một cái phương cách để mà cung cấp năng lượng tức thì vậy đó quý vị ơi. Vậy thì ở đây mình cũng thấy luôn, tức là mình mệt mỏi, mình cảm thấy khó chịu thì quý vị lấy nước uống hồng sâm ra, quý vị uống như vậy, uống mát, uống lạnh sẽ càng ngon hơn nữa nha quý vị ơi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà mang đến cái sự thơm ngon tự nhiên và bổ dưỡng. Đây là tinh túy từ thiên nhiên ạ, nổi tiếng cao cấp tại Hàn Quốc nha. Chăm sóc cơ thể khỏe mạnh, tính ôm, tinh túy từ thiên nhiên, dầu axit amin dễ hấp thụ, tăng sức đề kháng, bồi bổ sức khỏe. Đây là những cái điều mà Thành nghĩ là hiếm có dòng sản phẩm nào có thể là có được ạ. Sản phẩm cao cấp nhập khẩu nguyên hợp từ Hàn Quốc, dinh dưỡng cho cơ thể khỏe, hương vị thì thơm ngon dễ uống nè, bồi bổ và nâng cao sức khỏe nha. Vị hồng sâm thì ngọt dịu và tăng sức đề kháng cho cơ thể của mình nữa. Vậy thì quý vị hãy lựa chọn sản phẩm ngày hôm nay, bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ Hàn Quốc. Và Hàn Quốc là vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt dành cho những cái chế phẩm từ nhân sâm hay là đông trùng hạ thảo. Vậy thì sản phẩm ngày hôm nay xin được nhấn mạnh nha, là sản phẩm chính hãng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc ạ. Sản phẩm chính của mình là 80 chai và quý vị ơi, chưa dừng lại ở đây đâu ạ. Bây giờ sản phẩm chính của mình là 80 chai đúng không? Chúng tôi tặng thêm cho quý vị 20 chai nữa. Như vậy thì tổng cộng là 100 chai quý vị mang về. Bởi vì đây là chương trình đặc biệt ngàn deal giá rẻ chốt lẹ liền tay. Sản phẩm chính của mình là 80 chai, quà tặng của mình là 20 chai. Tổng cộng là 100 chai nước uống hồng sâm chúng ta mang về nha. Hồng sâm Hàn Quốc nha quý vị ơi, giá cực kỳ sốc luôn, 899.000 đồng mà thôi. Đây là mức giá hiếm có, khó tìm. Đây là ưu đãi duy nhất một lần trong năm, không quay trở lại. Không quay trở lại là sao? Hiếm có, khó tìm là sao? Dạ, từ giờ cho đến cuối năm, chương trình ngàn điều giá rẻ của chúng ta sẽ không quay trở lại nữa, xuất hiện duy nhất một lần này thôi. Chính vì thế cho nên quý vị nghe thấy biết chương trình này thì quý vị đặt hàng liền, chứ đừng có chờ đợi nữa quý vị ơi. Biết đâu được lần sau
quý vị thấy được dòng sản phẩm này, nhưng nó không phải là chương trình ngàn deal giá rẻ, nó là một cái chương trình khác. Và dĩ nhiên là chương trình khác thì mức giá thành sẽ cao hơn, hoặc là số lượng sản phẩm sẽ không có nhiều, không có đa dạng như thế này quý vị nhé. Thành nhắc lại một lần nữa là hôm nay quý vị đang có được cho mình deal rất là tốt luôn ạ. Hôm nay quý vị sẽ có 80 chai nước uống Hồng Sâm Hàn Quốc cho sản phẩm chính, thêm 20 chai quà tặng nữa. Tổng cộng là 100 chai nước uống Hồng Sâm Hàn Quốc chúng ta mang về mà có 899.000 đồng thôi. Bây giờ quý vị nghĩ xem, bình thường nhé, quý vị uống một lon nước ngọt, quý vị uống một lon bia là bao nhiêu tiền rồi ạ? 15, 20 nghìn, 25 nghìn hay là thậm chí là 30 nghìn đồng. Nhưng mà ở đây mỗi chai nước uống Hồng Sâm Hàn Quốc chia ra chưa tới 9.000 đồng, chỉ tầm khoảng là 8.000 mấy thôi nha quý vị ơi. Mà quý vị sử dụng nha, thứ nhất là nó sẽ giải nhiệt, nó sẽ bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, dưỡng chất cho cơ thể của mình. Cái thứ hai là nó sẽ giúp chúng ta có thể là bổ sung thêm những cái dinh dưỡng đến từ hồng sâm. Nó giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, vừa bổ sung nước, vừa giải nhiệt, vừa bổ sung thêm dưỡng chất đến từ sâm, giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Vậy thì tại sao chúng ta còn đắn đo, chúng ta còn suy nghĩ đúng không ạ? Đặt hàng ngay đi quý vị ơi, số lượng cực kỳ có giới hạn ở trong kho luôn. Và số điện thoại tổng đài là đang hiển thị trên màn hình đó ạ. Quý vị đặt hàng qua tổng đài cũng được, hoặc là quý vị có thể đặt hàng qua app VTV Hyundai cũng được luôn ạ. Dù cách thức nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ giao hàng về tận nơi, toàn quốc 63 tỉnh thành. Quý vị có quyền kiểm tra hàng hóa trước khi nhận. Lọ thủy tinh mà Thành ơi, lỡ trong quá trình vận chuyển bể vỡ xảy ra thì giờ mình tính sao đây? Dạ, lúc đó cô chú không cần nhận hàng đâu, từ chối nhận hàng. VTV Hyundai sẽ giao cho cô chú một lô hàng mới nha. Mình được quyền kiểm tra hàng hóa trước khi nhận ạ, và không phát sinh thêm chi phí. Đây là những ưu đãi mà VTV Hyundai mang đến cho quý khách hàng của mình để giúp cho quý vị có được trải nghiệm mua sắm vui vẻ. Bây giờ thì mình quay trở lại câu chuyện là tại sao mình nên sử dụng sản phẩm nước uống Hồng Sâm Hàn Quốc như thế này nha quý vị. Cho nên hỏi là dạo thời gian gần đây sức khỏe của quý vị như thế nào ạ? Các cô ơi, các chú ơi, đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thì cô chú có khỏe không? Cô chú thấy là ngày hôm qua, ngày hôm kia mình ngủ được không? Hay là bây giờ mình cứ trằn trọc khó ngủ, khó đi vào giấc ngủ quá? Sao hồi trẻ sao mà dễ ngủ quá trời luôn. Bây giờ có tuổi một cái ha, tiếng động lạ nè, rồi á, cái giường của mình, cái nệm của mình không có êm, hoặc là đơn giản là mình thức khuyên chút xíu bắt đầu cái mình mất ngủ luôn, mình ngủ không có được. Rồi mình ăn uống cũng không có ngon miệng nữa. Rồi mình thấy là những đứa con của mình đi làm về cũng sao mà mệt mỏi trong người quá, rồi cạn kiệt năng lượng, về lúc nào cũng than là khó chịu ở trong người, vừa áp lực công việc, vừa là yếu tố ngoài xã hội, rồi ăn uống thất thường nữa. Nhiều yếu tố nó tác động vào bên trong cơ thể của mình. Rồi á, những người lớn tuổi trong nhà Thành ống nói nha, người trẻ trong gia đình của mình cũng sức khỏe suy kém nè. Rồi những bạn nhỏ trong gia đình của mình đi học về cũng than mệt mỏi nữa. Vậy thì quý vị đắn đo suy nghĩ hoài, không biết là có cái cách thức nào để mà chăm sóc sức khỏe cho cả nhà hay không, có cái cách thức nào mà nó vừa tiết kiệm mà nó vừa đơn giản để chăm sóc sức khỏe gia đình của mình hay không. Dạ, gợi ý trong chương trình ngày hôm nay, hãy sử dụng sâm đi quý vị. Tại vì sâm là đứng đầu trong tứ đại danh y luôn. Sâm nhung quế phụ là sâm đứng đầu. Tại sao sâm đứng đầu, quý vị có đặt ra câu hỏi đó không ạ? Có phải tự nhiên mà người ta xếp sâm đứng đầu trong tứ đại danh y không? Dạ thưa, không phải là ngẫu nhiên đâu cô chú anh chị. Tại vì sâm có nhiều dưỡng chất ở bên trong, đặc biệt là hoạt chất saponin, nó rất là tốt cho sức khỏe luôn. Chính vì thế cho nên trong rất là nhiều những cái loại thảo dược, rất là nhiều những cái loại danh y, nhưng mà đối với lại sâm thì được xếp vào hàng đầu. Và mình đã chọn sâm để chăm sóc bồi bổ sức khỏe rồi thì mình nên lựa chọn sâm đến từ Hàn Quốc. Hàn Quốc á, có cái vị trí địa lý, và tại cái vị trí địa lý đó thì có cái nguồn nước nè, có cái khí hậu nè, rồi bên cạnh đó là có cái nền nhiệt độ á, rất là thích hợp cho sâm phát triển luôn. Nếu như mà quý vị thấy là cùng cái giống sâm đó nhé, mà quý vị trồng ở Hàn Quốc thì cái trọng lượng của sâm, cái kích thước của sâm, cái dưỡng chất của sâm sẽ hơn hẳn so với việc là cùng giống sâm đó mà mình trồng ở một cái vùng đất khác. Chưa kể là người dân Hàn Quốc họ có cái kỹ thuật trồng sâm lâu năm, lâu đời. Cho nên sâm của Hàn Quốc là được ưa chuộng trên toàn thế giới bởi vì cái chất lượng cực kỳ vượt trội, dưỡng chất rất nhiều. Và khi mà mình có cái nguồn nguyên liệu tốt rồi, chất lượng rồi, nhưng mà cái kỹ thuật, khoa học công nghệ của mình không có thì mình cũng không thể nào mà mình giữ được cái dưỡng chất ở bên trong sâm. Thì Hàn Quốc thì cô chú anh chị biết rồi, đây là một cái quốc gia giàu có, đây là một cái quốc gia tiên tiến, cho nên họ có cái nền y học, họ có cái nền khoa học công nghệ, máy móc dây chuyền công nghệ hiện đại lắm. Cho nên á, từ cái nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng rồi, họ đưa vào máy móc công nghệ, phòng thí nghiệm của họ giữ được cái dưỡng chất ở bên trong nữa. Cho nên á, đây là lý do tại sao mà sâm của Hàn Quốc được ưa chuộng khắp nơi trên toàn thế giới.
Vậy thì mình chọn sâm nào đây? Mua củ sâm về chế biến hay sao? Dạ, phức tạp quá, cầu kỳ quá, mình không đủ kiến thức để mà mình làm điều đó, mình giữ nguyên được dưỡng chất. Vậy thì ở đây giới thiệu cho cô chú một cách thức đơn giản hơn rất là nhiều luôn ạ. Sử dụng những chai nước chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và ở cái dạng đóng chai đóng lọ như thế này thì đầu tiên thành thích ở dòng sản phẩm này là gì ạ? Nó dễ dàng mang theo, cực kỳ tiện lợi luôn. Nếu như mà bây giờ mình có nhu cầu là mình luyện tập thể dục thể thao ngoài trời thì quý vị mang theo một cái chai nước uống hồng sâm như thế này, mình lấy ra mình giải khát, mình bổ sung năng lượng. Rồi mình đi công tác nè, mình làm việc mệt mỏi nè, lấy ra mình dùng thôi ạ. Và ở nhà của mình á, đặc biệt nếu như mà có những cái bạn nhỏ mà đang có một cái thói quen không được tốt lắm, đó là thường xuyên sử dụng nước ngọt nước có ga, thì Thành nghĩ đây sẽ là một cái dòng sản phẩm thay thế rất là hiệu quả luôn ạ. Nhiều người của chúng ta hay có thói quen là cấm đoán con trẻ lắm. Các bạn nhỏ là không được sử dụng nước ngọt nước có ga nữa, ba mẹ cấm con tuyệt đối hoàn toàn luôn, con chỉ sử dụng là nước lọc thôi, nước trắng thôi. Và quý vị thấy là càng cấm đoán thì trẻ sẽ càng vi phạm, tại vì đó là cái tính cách của trẻ rồi quý vị ơi. Thay vì mình cấm đoán cực đoan như vậy thì bây giờ mình dùng những cái giải pháp thay thế đi. Nước uống hồng sâm như thế này nó cũng ngọt ngọt, thơm thơm, chua chua, rất là kích thích vị giác luôn. Thì chúng ta có thể là thay thế để cho những bạn nhỏ của chúng ta nè, có một cái giải pháp sử dụng uống những cái dòng nước mà tốt cho sức khỏe ha, và hạn chế cái thói quen là sử dụng những cái loại nước ngọt nước có ga. Rồi ở nhà của mình Thành biết là có nhiều cô chú lớn tuổi là cũng có cái thói quen là sử dụng những cái loại nước uống thảo dược, sử dụng những cái loại nước uống từ thiên nhiên, mà thường những cái loại nước uống đó thì quý vị biết là nó khó dùng, nó khó uống lắm. Thành đã từng uống rồi quý vị ơi, nó nhạt nhẽo, nó có mùi hôi hoặc là nó có vị đắng chẳng hạn, thì mình khó dùng lâu dài lắm. Thay vì như vậy thì những cô chú anh chị ơi, mình cũng sử dụng nước uống từ thiên nhiên đó, nhưng mà cái nước uống này nó thơm, nó ngon, nó chua chua ngọt ngọt, nó dễ chịu, nó tốt cho sức khỏe. Đó là nước uống hồng sâm từ Hàn Quốc ạ. Như vậy thì người lớn tuổi vẫn có được một cái dòng sản phẩm đến từ tự nhiên, chăm sóc bồi bổ sức khỏe, nhưng mà nó thơm ngon, nó dễ uống, dễ dùng. Ở nhà mình á, có những người trẻ nè, trưởng thành đang trong cái giai đoạn là mệt mỏi, áp lực công việc hay không, quý vị mong muốn có một cái giải pháp chăm sóc bồi bổ sức khỏe của mình, vậy thì đây sẽ là một cái dòng sản phẩm mà đáp ứng được nhu cầu đó luôn. Có thể nói đây là sản phẩm dùng được cho cả nhà, từ người nhỏ đến người trẻ trưởng thành cho đến những người trung niên, những người lớn tuổi quý vị nhé. Và khi mà mình dùng với cái số lượng nhiều như vậy thì bắt buộc là mình phải mua với số lượng lớn, mình tốn tiền nhiều đúng không ạ? Nhưng mà yên tâm nha, đây là chương trình ngàn deal giá rẻ. Chính vì thế cho nên quý vị mang về số lượng lớn, số lượng nhiều nhưng mà chi phí cực kỳ tiết kiệm luôn ạ. Chọn bộ sản phẩm chính là 80 chai, tặng thêm 20 chai cùng loại nữa. Tổng cộng là 100 chai mình mang về. Nước uống hồng sâm Hàn Quốc, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Mà mình bỏ ra số tiền bao nhiêu đây ạ? Chỉ có 899 ngàn đồng thôi. Cho nên nếu được nhé, quý vị mua đừng có mua một bộ sản phẩm, mình mua 2 bộ, 3 bộ. Một phần là mình làm quà tặng, một phần là mình có thể là mình sử dụng về lâu về dài nha. Số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình đó ạ. Nhanh chóng đặt hàng cùng với chúng tôi, giao hàng tận nơi toàn quốc quý vị nha. Quý vị ơi, quý vị đã có đơn đặt hàng thành công chưa ạ? Thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận rất nhiều đơn đặt hàng thành công luôn. Trong chương trình ngàn deal giá rẻ chốt lẹ liền tay, quý vị sẽ có được cho mình 80 chai nước uống hồng sâm Hàn Quốc nha. Tặng thêm 20 chai cùng loại, tổng cộng là 100 chai nè. Mà mình bỏ ra số tiền bao nhiêu đây? Chỉ có 899 ngàn đồng, và đây chính là lý do tại sao mà thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận rất nhiều đơn đặt hàng luôn ạ. Thời điểm hiện tại nếu như quý vị gọi điện thoại tổng đài mà quý vị bận máy, quý vị cảm thấy là ủa sao gọi nãy giờ mà không có được vậy? Vậy thì quý vị cúp máy gọi lại liên tục đến khi nào được mới thôi. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận rất nhiều cuộc gọi từ tất cả quý vị đó ạ. Mình mang về dòng sản phẩm thơm ngon, tự nhiên bổ dưỡng, tinh túy từ thiên nhiên quý vị nha. Nổi tiếng cao cấp tại Hàn Quốc, chăm sóc cơ thể khỏe mạnh nè, tính ôn tinh túy từ thiên nhiên, dầu axit amin dễ hấp thụ, tăng sức đề kháng, bồi bổ sức khỏe. Dòng sản phẩm cao cấp nước uống hồng sâm Hàn Quốc được nhập khẩu nguyên hộp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Đây là dinh dưỡng cho cơ thể khỏe nha.
hương vị thì thơm ngon dễ uống, bồi bổ và nâng cao sức khỏe. Vị hồng sâm ngọt dịu tăng cường sức đề kháng ạ. Sản phẩm này á, khi mà quý vị chốt đơn đặt hàng thành công thì quý vị mang về là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp đến từ Hàn Quốc ạ. Sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn, chất lượng rất cao, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày với bộ sản phẩm này. Chương trình ngàn điều giá rẻ chốt lẻ liền tay, sản phẩm chính của mình là 80 chai nha, tặng thêm cho quý vị là 20 chai nữa, nâng tổng số lượng nước uống hồng sâm Hàn Quốc quý vị mang về lên đến 100 chai. Bao nhiêu tiền đây ạ? 899.000 đồng mà thôi, mức giá có thể nói là làm cho quý vị cảm thấy vô cùng bất ngờ, tại vì quý vị đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền cho gia đình của mình luôn. Có một lần á, Thành đi vào một cái cửa hàng tiện lợi, cửa hàng đó là chuyên bán hàng của Hàn Quốc quý vị nhé, và một chai nước uống hồng sâm như thế này á, Thành nhớ là lần đó Thành tốn nhiều tiền lắm, không phải là 9.000 đồng đâu quý vị ơi, mười mấy 20.000 gì đó, Thành nhớ cái lần đó như vậy. Thì ở đây quý vị sẽ thấy là bộ sản phẩm này mình mua 80 chai cho sản phẩm chính, tặng thêm 20 chai cùng loại, tổng cộng là 100 chai như thế này nha, mà có 899.000 đồng, chia ra mỗi một chai nước uống hồng sâm Hàn Quốc chưa tới 9.000 đồng. Ngoài cái yếu tố là tiết kiệm ra thì chúng tôi còn đề cao về mặt sức khỏe nữa, tức là đây là sản phẩm không phải là mình mang về mình chỉ giải khát thôi hay là mình uống cho vui miệng thôi, mà hơn hết nó mang lại cái giá trị cho sức khỏe, tức là mình uống tới đâu thì bổ khỏe tới đó nha quý vị. Đây là yếu tố mà chúng tôi đặt để lên hàng đầu, bên cạnh cái yếu tố là tiết kiệm. Một dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe giá thành mềm mại, rất là dễ mua, chỉ có vài trăm ngàn đồng như thế này, vậy thì quý vị còn chờ đợi gì nữa, còn đắn đo gì nữa à? Chương trình ngàn điều giá rẻ chỉ xuất hiện một lần trong năm và duy nhất chương trình lần này thì quý vị mới có được số lượng lớn, số lượng nhiều như thế này nha. Tổng cộng là 80 chai cho sản phẩm chính, tặng thêm 20 chai cho quà tặng nha, là 100 chai mình mang về, 100 chai nước uống hồng sâm Hàn Quốc mà chỉ có 899.000 đồng. Bây giờ mà cô chú không đặt hàng nha, chương trình này hết rồi, cô chú có thể là đặt hàng vào một chương trình khác nhưng giá thành sẽ cao hơn, có thể là tiền triệu. Và đôi khi số lượng sản phẩm á, là mình mang về chỉ có vài chục chai thôi, không phải là số lượng này. Cho nên nhanh chóng chốt đơn đặt hàng thành công với số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Mến chúc quý vị sẽ đặt hàng thành công. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong khung giờ phát sóng tiếp theo quý vị nha.